chị Loan chuẩn bị nha Loan ơi. Giờ Việt Nam cũng là học triệu đồng một bài mình nói không. Sau đó là cùi dao trở lại nha. Nếu mà chồng nó cũng là chồng thì nhà thì nhảy bà đi gửi qua trong này này nếu gì gửi qua cho coi nha. Xong rồi kể tới giờ con người mới ghê nè. Cảm ơn các bạn. Nãy nó mới cả dịch chưa cả nhà. Nhớ thầy cũng lưu lạc cũng đóng đang tìm thầy nè. Nó biết nỗi buồn nó có cái gì mà buồn. Ai không anh?